Rồi đối với câu 16 này thì tích phân mà có hệ số AB thì các bạn nhìn như thế này thì chắc chắn là đối với hệ số AB mà thứ nhất con A nó nằm trong căn thì chắc chắn các bạn sẽ không giải được hệ phương trình hai ẩn số được. Thì đây thầy sẽ chỉ cho các bạn chạy cách chạy thay bồ. Thì đầu tiên cũng giống như những cái bài có hệ số AB thì các bạn sẽ bấm tích phân và lưu vào bộ nhớ A cho thầy. Rồi, thầy sẽ bấm nhanh cái tích phân này nhé. Căn của x cộng 1 cộng cho căn của x cộng chạy từ 0 cho đến 1. Và nhớ là lưu vào nhớ A luôn. Rồi, trong quá trình tính toán, đợi máy tính tính thì thầy trò chúng ta sẽ phân tích như sau. Rồi. Thì đầu tiên tích phân A này nó sẽ là bằng 2 phần 3 căn A trừ cho B. Thì ở đây thầy sẽ biểu diễn B theo A đi. B theo A tức là chỗ này sẽ là bằng căn A trừ cho 3 phần 2 A. Rồi. Và đến đây thì khi các bạn chạy thay bồ thì các bạn coi con B là Fx nhé. Còn con căn A của mình chính là con x. Đấy. Rồi, à ra được rồi. Thì đây thầy sẽ chạy thay bồ mốt 8 nha. Thầy sẽ nhập vô căn x trừ cho 3 phần 2 tức là 1.5 a. Rồi, step của thầy là 0 đến 19 luôn đi. Rồi, ở đây nhớ lưu ý là con fx của mình là con b và con b của mình là số nguyên dương. Cho nên đấy, các bạn kéo xuống cái nào mà số nguyên dương các bạn chọn đó. À ở đây nè. Thầy chọn như vậy đây thầy nhận thấy là x của mình là bằng 8. Như vậy chỗ này là thầy nhận thấy x của mình là con a bằng 8. Còn con b của thầy là bằng 2. Đấy. Và đề bài nó hỏi cái gì thì mình trả lời cái đó. A cộng b của mình, a cộng b là bằng 10 và ở đây đáp án của thầy là câu B. A cộng b. Rồi. Đây là cái cách chạy thay bồ. Hả? Còn một cách nữa, ở đây thầy chỉ luôn. Đặc biệt là dành cho những cái số mà không thể chạy thay bồ được, đó là số hữu tỉ. Thì các bạn đâu có thể nào chạy thay bồ được. Thì khi đó các bạn có thể sử dụng chức năng ship solve cũng được. À, ship solve như thế này. À, thầy ghi lại cái biểu thức của người ta ha. Bằng A. Thì chỗ này thầy sẽ suy ra được. Thầy sẽ thế A theo B hoặc B theo A. Đây căn A thì giữ nguyên đi ha. Được. Còn con B thì thầy sẽ lấy từ đây. Thì các bạn sẽ phân tích là B này sẽ bằng T trừ cho A. À, ở đây thôi thì là T trừ cho A trong này. T trừ cho B đi. Rồi, trừ B bên ngoài. Là bằng A này. Đấy. Và các bạn coi cái con B của các bạn là cái con x. Là một ẩn x để các bạn đi ship solve. Con B của các bạn là con x để các bạn đi ship solve. Rồi, và hiển nhiên con T này các bạn sẽ thay lần lượt A, B, C, D vào trong cái phương trình ship solve của các bạn. Cụ thể này. 2 phần 3 căn của đầu tiên thầy sẽ T của thầy bằng 7. 7 trừ cho x trừ x bằng A. Rồi, thầy ship solve nhé. Thì x của mình ra bằng 1,51, như vậy có nghĩa là x của mình là con b nó không thuộc số nguyên dương cho nên chắc chắn câu a thầy loại đi. Bây giờ thầy sẽ sửa lại cái biểu thức của thầy là 10 và thầy lại tiếp tục thầy ship solve. À nó ra bằng 2, vậy thì chắc chắn đây là đáp án của mình rồi và đây thầy sẽ chọn câu b. Cái cách ship solve này các bạn áp dụng khi nào khi nó có hai hệ số ab mà các bạn không thể giải được hệ phương trình hai ẩn số hoặc các bạn không thể chạy thay bồ được thì các bạn nên ship solve. Kết quả của nó hiệu quả nó cũng rất là cao.